Chào mừng các bạn đến với video soi kèo bóng đá Real Madrid gặp Inter Milan tại lượt trận cuối vòng bảng Champions League. Thời gian diễn ra là 3 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là ở anh em. Soi kèo trận đấu Real Madrid gặp Inter Milan, phong độ của Real Madrid 5 trận gần nhất. Kết quả ở lượt trận cuối này với Real Madrid chỉ là phân chia ngôi đầu và chỉ cần không thua họ sẽ có được điều đó. Hiện tại, đội chủ sân Betmaber đang có phong độ rất cao khi toàn thắng cả 8 trận liên tiếp gần nhất trên mọi đấu trường, qua đó đang thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga với 39 điểm sau 12 thắng, 3 hòa và 1 thua. Tại bảng đấu này, họ cũng đang dẫn đầu bảng với 12 điểm sau 4 thắng và 1 thua, trong đó thất bại duy nhất là cú sẩy chân trước đại diện của Moldova là Serif ở lượt trận thứ 2. Phong độ của Inter Milan 5 trận gần nhất, Inter Milan đang xếp thứ 2 với 10 điểm sau 3 thắng, 1 hòa và 1 thua, trong đó trận thua duy nhất là trước chính đối thủ trong trận này ở lượt đi ngay trên sân nhà. Phong độ gần đây của nửa xanh thành Milan là cực kỳ ổn định khi họ đã bất bại 11 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, trong đó chỉ có 2 trận hòa trước AC Milan trên sân khách và trước Juventus trên sân nhà. Càng ấn tượng hơn là 5 trận gần đây Inter Milan đều thắng, trong đó có 4 trận thắng cách biệt và 1 trận thắng 3-2 trước Napoli. Soi kèo tài xỉu Real Madrid gặp Inter Milan, tỷ lệ kèo tài xỉu, mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là 1,25, mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,75. Real Madrid chỉ cần một kết quả hòa sẽ có được ngôi đầu nên họ không nhất thiết phải vội vàng ở cuộc đối đầu này. Ngoài ra, đội bóng hoàng gia cũng đang cho thấy sự chắc chắn ở mặt trận phòng ngự khi cả hai trận gần nhất họ đều giữ sạch lưới cho dù đều trước hai đối thủ đáng gờm là Athletic Bilbao và Real Sociedad. Bên phía đối diện, Inter Milan cũng đã giữ sạch lưới cả 4 trận gần nhất, tuy nhiều hàng công của cả hai đều chơi rất ổn định vì thế theo tôi anh em vẫn nên chọn tài cho trận này. Soi kèo nhà cái châu Á, ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 0,5. Real Madrid cửa trên chấp Inter 0,5 trái. Cả hai đều đã chính thức có mặt tại vòng knock-out nên với họ kết quả ở lượt trận cuối này không quá quan trọng khi chỉ phân định ngôi đầu bảng. Cả hai đều đang có phong độ rất cao và ổn định, điều đó cũng giúp hai đội bóng này thắng kèo ở 4 phần 5 trận gần đây. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái hơn khi được chơi trên sân nhà và từng thắng ở lượt đi ngay trên sân khách, đáng giúp Real Madrid nhận được sự tin tưởng cao hơn. Đây là những tư vấn của tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được lựa chọn mang lại chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận Real Madrid 2-1 Inter Milan. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về trận đấu dành cho anh em. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube Tám Bóng Đá để cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!